Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Nga nêu bằng chứng nghi phạm khủng bố Moscow có liên hệ với Ukraine. Ủy ban điều tra Nga vừa công bố thông tin ban đầu về vụ tấn công khủng bố gây chấn động tại nhà hát Krokus City ở ngoại ô Moscow. Các điều tra viên đã tìm ra bằng chứng quan trọng cho thấy các nghi phạm nhận tiền ảo từ Ukraine để chuẩn bị cho vụ tấn công. Một nghi phạm khác bị cáo buộc có liên quan đến việc tài trợ cho hành động khủng bố cũng đã bị giam giữ, mặc dù danh tính chưa được tiết lộ. Đáng chú ý, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga, FSB cũng nêu bất ngờ khi cho biết Mỹ, Anh và Ukraine có thể đã hỗ trợ các nghi phạm. Liệu thông tin này sẽ làm sáng tỏ vụ việc đến đâu? Và câu hỏi lớn nhất, có phải Ukraine thực sự đã tạo điều kiện cho các nghi phạm trốn thoát sau vụ tấn công? Bắt giữ đối tượng nghi hỗ trợ tài chính cho kẻ khủng bố Moscow. Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, trong thông báo mới nhất ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3. Các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam kẻ bơm tiền phía sau vụ khủng bố ở Moscow. Ngoài ra, thông báo cũng cho biết những đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố nói trên có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine. Ủy ban cho biết, nhận định này được đưa ra sau quá trình điều tra thẩm vấn những đối tượng thực hiện vụ tấn công, khám xét các thiết bị kỹ thuật thu giữ từ chúng và phân tích các giao dịch tài chính. Ủy ban xác nhận thông tin rằng thủ phạm thực hiện hành động khủng bố đã nhận được khoản tài chính với số lượng đáng kể, bao gồm tiền mặt và tiền điện tử, và số tiền này được sử dụng để chuẩn bị thực hiện vụ tấn công. Ủy ban điều tra Nga đưa ra thông tin trên sau vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát Krokus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga tối 22 tháng 3 vừa qua, khiến ít nhất 140 người thiệt mạng. Nhà chức trách Nga cho biết 95 người vẫn được cho là mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng này. Trước đó, giới chức Nga cho biết đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố. Thông tin mới cập nhật từ hãng thông tấn TASS của Nga cho biết thêm, các nghi phạm vụ tấn công khủng bố ở Krokus City Hall, ngoại ô Moscow hồi cuối tuần trước có sử dụng chất gây nghiện. 4 người trong số họ chịu tác động của chất gây nghiện, chúng tôi sẽ xác định xem họ đã sử dụng loại chất gây nghiện nào. Nguồn tin tiết lộ đồng thời cho biết có khả năng nhóm này sử dụng chất cấm không chỉ vào ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố. Nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ cho hay, dư chấn từ sự kiện này không chỉ đang làm dày thêm hố sâu ngăn cách giữa Nga và phương Tây. Hiện niềm tin của các bên về một nỗ lực hòa giải cho chiến sự ở Ukraine ngày càng phai nhạt, mà còn góp phần thúc đẩy các chỉ dấu leo thang xung đột rộng hơn ở các khu vực dọc biên giới Nga, từ các tỉnh giáp biên Ukraine đến tận khu vực Nam Kapka. Bức màn sắt ngăn chặn quá trình phục hồi niềm tin giữa Nga và phương Tây càng nặng nề hơn khi đại sứ Nga tại Washington, Mỹ Anatoly Antonov khẳng định trong khi Moscow là bên đầu tiên đề nghị hỗ trợ Mỹ sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, thì phía Mỹ hiện nay lại nhất quán lập trường không có ý định hỗ trợ an ninh cho Nga sau vụ tấn công khủng bố Krokus. Giờ đây tất cả đã bị hủy hoại, ông Antonov nhấn mạnh. Xu hướng bi quan trong quan hệ Nga-Mỹ càng trầm trọng hơn khi có nhiều dữ kiện cho thấy chính quyền Tổng thống Joe Biden đang kiên trì bảo vệ các quan điểm trái ngược đối với thông báo từ phía Nga về bên chủ mưu gây ra thảm kịch Krokus. Trong đó, ngay từ ngày 7 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đã đưa ra cảnh báo tránh tụ tập đông người trong 48 giờ vì khả năng xuất hiện các cuộc tấn công từ những kẻ cực đoan, trong đó có mục tiêu buổi hòa nhạc. Cùng ngày hôm đó, phía Mỹ cho rằng đã gửi thông tin chia sẻ theo nghĩa vụ cảnh báo cho Nga. Tuy nhiên, chính đại sứ Nga Antonov sau vụ tấn công ngày 22 tháng 3 lại nói không có thông tin cụ thể nào được chuyển giao từ Mỹ, mặc dù thông tin này báo chí đã đăng tải và phía Nga chưa có chỉ dấu nào cho thấy sự chuẩn bị của họ. Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, sáng 21 tháng 3 vừa qua, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ Ian McCarry đã tham gia phiên hỏi đáp tại Viện Washington để kỷ niệm 5 năm tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng bị đánh bại ở Syria. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 năm 2019, Liên minh do Mỹ dẫn đầu cùng các đối tác đã đẩy nhóm IS ra khỏi Bakhmut ở Syria. Tại đây, IS từng coi Raqqa là thủ đô của Vương quốc Hồi giáo tự xưng Bakhmut và là thành trì cuối cùng. Ông McCarry bình luận, đây đã và vẫn là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm đảm bảo IS không thể hồi sinh.
Tuy vậy, nhưng chỉ một ngày sau, 22 tháng 3, các tay súng IS đã xông vào nhà hát Krokus City Hall, đông đúc ở tỉnh Moscow, Nga, nã đạn vào khán giả và phóng hỏa nhà hát này. Số liệu chính thức từ chính quyền Nga cho biết 133 người đã thiệt mạng, trong khi truyền thông nước này đưa tin số người chết là 143. Đây được xem là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Nga từ năm 2002. Ngay sau vụ việc, chi nhánh ở Afghanistan của IS, còn được gọi là nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Khorasan, IS-ISK, đã thừa nhận thực hiện vụ này. Thông tin tình báo của Mỹ khẳng định tuyên bố này là chính xác. Trên các mạng xã hội của IS-ISK, những người ủng hộ nhóm khủng bố này đã ăn mừng vụ tấn công. Theo các chuyên gia chiến lược, đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy IS đã phục hồi sau một số thất bại ở Syria và Iraq. Vụ việc cũng cho thấy Afghanistan đã trở thành hang ổ quan trọng cho tham vọng ngày càng tăng của tổ chức này. Bà Amira Jadul tại Đại học Clemson, Mỹ và là đồng tác giả của một cuốn sách về IS bình luận, nếu cuộc tấn công ở Nga được xác định rõ ràng là do IS-ISK thực hiện, thì điều đó cho thấy nhóm này quyết tâm điều chỉnh hành động theo các mục tiêu đã nêu, tức là tấn công các quốc gia đóng vai trò then chốt trong bối cảnh địa chính trị ở Trung Đông, Nam và Trung Á. Vụ tấn công vào nhà hát Krokus City Hall ở Nga diễn ra 2 tháng sau vụ đánh bom tự sát ở Kerman, Iran, khiến trên 90 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. IS-ISK cũng đã thừa nhận thực hiện những cuộc tấn công đó. Theo bà Jadul, Nga và Iran từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của IS, nhưng những vụ việc gần đây cho thấy nhóm này có mục đích chiến lược lớn hơn. Bà bình luận, bằng các hành động thù địch nhằm vào các quốc gia như Iran và Nga, IS-ISK không chỉ đối đầu với các đối thủ mạnh trong khu vực mà còn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng chính trị và tầm hoạt động trên trường toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng IS-ISK chỉ thực hiện được mục tiêu này nếu xây dựng thành công căn cứ an toàn ở Afghanistan và thực sự củng cố hiện diện ở đây. Ngay cả sau khi kẻ thù không đội trời chung là Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8 năm 2021, ở thời mà ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, IS kiểm soát khoảng 1/3 lãnh thổ Syria và 40% lãnh thổ Iraq. Đối mặt với áp lực quân sự từ một loạt các đối thủ trong khu vực như liên minh do Mỹ dẫn đầu, Nga, Iran cũng như chính phủ Syria và Iraq, IS đã mất 95% vùng đất đó vào cuối năm 2017. Mất Bakhmut vào tháng 3 năm 2019 đã khiến nhóm này không còn kiểm soát thị trấn, thành phố hoặc khu vực nào ở Iraq và Syria. Trong khi đó, chi nhánh IS-ISK đang tiếp tục củng cố sức mạnh. Vào tháng 5 năm 2020, nhóm này tấn công khu hộ sinh ở Kabul, khiến 24 người thiệt mạng, gồm cả phụ nữ và trẻ sơ sinh. 6 tháng sau, các tay súng IS-ISK đã tấn công Đại học Kabul, giết chết ít nhất 22 sinh viên và giáo viên. Sau đó, khi Taliban quay trở lại nắm quyền ở Afghanistan, IS-ISK đã gây ra các vụ đánh bom tàn khốc tại sân bay Kabul, khiến ít nhất 175 thường dân và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Khi đó, Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan và quân đội Mỹ đang rút về nước. Ông Kabi Taneja, thành viên tại Quỹ Nghiên cứu Quan sát viên Ấn Độ, nhận định, kể từ đó IS-ISK ở Afghanistan đã phát triển sức mạnh đáng kể. Theo ông Michael Kugelman, Giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Wilson, việc Taliban giành lại quyền lực ở Afghanistan đã giúp ích cho IS-ISK. IS-ISK có thể là đối thủ của Taliban, nhưng IS-ISK được hưởng lợi khi Taliban trở lại và khi Mỹ rút quân. Taliban đã thực hiện các cuộc vượt ngục và các tay súng IS-ISK đã nhân cơ hội thoát ra. Quân đội Afghanistan sụp đổ đã tạo cơ hội cho IS-ISK có được nhiều vũ khí. Việc Taliban thiếu lực lượng không quân cũng tạo cơ hội cho nhóm này củng cố vị trí. Ông Kugelman nói thêm, không còn các cuộc không kích của NATO, không còn chiến thuật hiệu quả nhất để đối phó với mối đe dọa IS-ISK, nên nhóm này có thêm không gian hoạt động, đặc biệt là vì Taliban không có sức mạnh không quân. Trên thực tế, IS-ISK đã được hưởng lợi từ môi trường thuận lợi ở Afghanistan, khuyến khích chúng mở rộng mục tiêu vượt xa các khu vực thành trì. Một chuyên gia khác là Amira Jadul, giáo sư tại Đại học Clemson, Mỹ, nhận định rằng sự trỗi dậy gần đây của IS-ISK đã được lên kế hoạch thông qua cách tiếp cận đa hướng từ vài năm nay. Báo Dân trí đưa tin, IS-ISK cũng bắt đầu mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực, với Nga, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Tajikistan gần đây đã trấn áp các âm mưu được cho là do các phần tử khủng bố này đứng sau.
Trong một bài viết trên kênh truyền thông của IS-ISK, nhóm khủng bố tuyên bố rằng lãnh thổ của Hồi giáo không bao giờ giới hạn ở Afghanistan mà còn rộng hơn nhiều, cho thấy tham vọng tấn công vượt ra bên ngoài biên giới của IS. Bài viết cho biết, vùng đất của Hồi giáo là vùng đất mà người Hồi giáo giành được bằng sự hy sinh của họ, bao trùm khắp châu Phi, bắt đầu từ đông Turkestan đến Tajikistan, Uzbekistan, Azerbaijan. Nó kéo dài đến Chechnya và Dagestan, hai nước Cộng hòa thuộc Nga, và từ Thổ Nhĩ Kỳ đến tận Andalus và các nước Trung Đông, Pakistan, Afghanistan, Ấn Độ và nhiều hơn nữa. Colin Clarke, một nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm SOFAN Mỹ, cảnh báo IS-ISK đặt ra một mối đe dọa đáng kể và cả các cuộc tấn công. Cũng như âm mưu của chúng từ Trung Đông đến châu Âu đều chứng tỏ rằng nhóm này vẫn có ý định tiến hành các cuộc tấn công. Đối với IS-ISK, các cuộc tấn công ở Nga và Iran là rất quan trọng để nhóm này nâng cao danh tiếng và duy trì đội ngũ thành viên đa dạng về mặt chiến lược. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho hay. Theo bà Jadun, có nhiều lý do khiến các tay súng gia nhập IS, từ tâm lý thù hận một số quốc gia cho tới thù ghét Taliban. Bà kết luận, về bản chất, việc thực hiện các cuộc tấn công quốc tế vượt ra ngoài biên giới Pakistan và Afghanistan là một chiến thuật có chủ ý trong chiến lược toàn cầu hóa chiến dịch của IS-ISK. Ngày 24 tháng 3, các chuyên gia khác cũng bày tỏ lo ngại rằng vụ khủng bố ở Moscow và Iran có thể tạo đà cho IS-ISK tăng cường nỗ lực tấn công ở châu Âu. Sắp tới Thế vận hội Paris diễn ra vào mùa hè này là một sự kiện to lớn khiến nhiều quan chức chống khủng bố lo lắng. Ông Edmund Fittenbrown, cố vấn cấp cao thuộc dự án chống chủ nghĩa cực đoan cho biết, tôi lo lắng cho Thế vận hội Paris, đó sẽ là mục tiêu khủng bố cấp cao. Tại Pháp, ngày 25 tháng 3, Thủ tướng Gabriel Attal cho biết nước này sẽ tăng số lượng binh sĩ cho chiến dịch Sentinel, đơn vị phụ trách giải quyết các mối đe dọa khủng bố, sẽ có thêm 4.000 binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng tham gia Sentinel, ngoài 3.000 nhân viên đã được điều động hiện nay. Lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại những khu vực như nhà ga, địa điểm tôn giáo, nhà hát trên cả nước. Cuối tuần qua, Pháp cũng nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ cao nhất sau vụ tấn công khủng bố ở Nga. Đáng chú ý, 4 nghi phạm khủng bố nhà hát ngoại ô thủ đô Nga không đến từ Afghanistan, cái nôi của phiến quân IS, mà đều đến từ Tajikistan, quốc gia đồng minh tại Trung Á, nơi được xem như sân sau của Moscow. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.